Rồi, bây giờ tiếp tục này. Sau khi vẽ xong đấy, sau khi mà tạo xong các lớp đấy, anh có thể vẽ một bông hoa mẫu trên đây nhá. Rồi. Tức là ta phải có một bông bông mẫu đã. Chưa? Rồi. Bông mẫu nó như này. Rồi. Em không qua tay đâu. Em dùng mấy cái công cụ vẽ vẽ máy kia rồi em quấn được không? Ừ. Rồi. 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 Nhiều lúc nhân vật nó chỉ thế này thôi, nó không Vâng. đẹp, được chưa? Nó Rồi. vẽ một bên thôi. Đấy, nó đến đây, đến đây thì vẽ thêm cái lá đây được không? Được chưa? Được. Xong đến đây, em thích một chân thì một chân, mà thích hai chân thì em vẽ hai chân. Rồi. Ok Ok. chưa? Xong. Đấy. Bây giờ này. Hướng dương màu vàng đúng không em? Vâng. Ở mặt hoa. Bây giờ ta tạo, ta bắt đầu sau khi làm xong đấy thì bây giờ ta phải tạo tạo màu nhá. Bây giờ em xem bộ màu nhá. Như hôm qua đúng không? Vâng. Rồi, nhấp vào đây. Rồi. Rồi. Nhí mê đọc bé nhí mê. Hôm nay không phải đọc bài đừng nghỉ đi cũng được. Ok chưa? Ok.
ảnh dưới cần trôn anh uốn lên đúng chưa? Đúng. Vừa vẽ vừa uốn, không nhả tay cần trôn ra, mà trong lúc vẽ là để như thế, để nó thẳng này, xong giữ cần trôn này uốn lên đó, giữ phím con trôn ấy. Rồi. Ok. Uốn lên này. Uốn lên này. Rồi, đây là cái gọi là ok chưa? Ok. Thôi được, không sao. Lên đây. Lên đây. Em hiểu chưa? Em rồi. Rồi anh vẽ để nhắc anh. Rồi bật bóng điện lên. Không sao. Để làm nó dưới nó thì coi như là mình ấy thôi. Được chưa? Rồi. Ok. Màn hình nhiều lúc nó chỉ cần thế thôi, nhá. Vâng. Tại vì mặt mà nó giống người quá thành phim điện ảnh mất. Em nhìn thấy anh di chuyển chưa? Rồi em thấy mà. Ok. Đẹp chưa? Đó. Một. Rồi bây giờ đến lượt vẽ mồm. Mồm cho cái mồm cười màu đỏ. Cho mặt nó màu vàng nhé. Được. Mình cho nó màu vàng đi. Ok. Bây giờ anh sẽ sang đến mũi. Mũi. Được. Rồi, con người.
Rồi. Ok. Rồi. Rồi, lá cây lát lật. Rồi bây giờ đang ở chân, ở tay đã. Và vai. Vai đến đây nhá. Rồi. Xong rồi cẳng riêng để mình tạo hình khớp, em hiểu chưa? Rồi. Rồi. Tiếp theo đến cẳng chân. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo bàn chân. Rồi bây giờ nhá, anh sẽ sắp thứ tự, anh sẽ sắp thứ tự nhá.
rồi. Bàn chân rồi rồi, đùi là cái đầu tiên. Cho nó vào đây được chưa? Cẳng chân lại đưa xuống đùi đúng không? Đùi, cẳng chân, bàn chân đúng chưa? À rồi. Bàn tay này thì xuống cẳng tay được chưa? Cẳng rồi. Tay thì xuống vai đúng chưa? Rồi. Rồi. Lá cây thì thuộc thân cây đúng không? Rồi. Anh em chọn nút liên kết là nhân đôi. Đây. Nút này. Ghi vào vở. Rồi. Ok chưa? Rồi. Đấy, thì được một lá cây nữa. Lá cây bên này bây giờ mình nhấp vào đây. Nha, mình rồi. Chọn nút này. Chọn select, em lật. Nút này là lật, đúng không? Rồi. Từ lúc nào nhỉ? Được. Đây là cái gương phải không? Đây. Anh di chuột. À rồi rồi. Được chưa? Rồi. Ok, được rồi. Lá cây cứu thì giữ nguyên, còn lá cây cái vai trò như nhau. Ừ. Đúng không? Rồi. Rồi đến bây giờ đến thân cây rồi, mồm. Mồm thì thuộc mặt đúng không? Rồi. Mặt thuộc mắt thôi, được cái này để đây đã nhá. Ừ. Con ngươi thì là ở trong mắt. Lòng trắng là phải dưới con ngươi. Được chưa? Thế thì rồi. Em nhìn này, mắt hoa em nhấp vào đây. Em tưởng tượng cái trục Z là cái trục từ bên ngoài vào bên trong xuyên vào trong nhá. Thì anh cho cái mắt nó phải lồi lên. Thì em ấn vào đây chỗ 0.00. Ấn số 5 cho anh. Rồi. Nhá, 0.005 để nó lồi hẳn lên. Được chưa? Rồi. Tức là nó xếp thứ tự từ trong ra ngoài đấy. Nó cao hơn thân cây. Rồi. Nhá. Tiếp theo này. Mắt hoa bây giờ đến nó phải hơn cái mắt rồi. Thì bây giờ đến lòng trắng. Lòng trắng thì em cho anh là lúc đấy không phải không mấy nhỉ? 05 0.006 được chưa? À càng to lên nó càng ở sâu hả anh? Nó lại càng ra bên ngoài đúng không? Anh không 0.006 hơn một đẹo thôi nhá. Rồi. Lòng trắng. Tiếp theo này, con ngươi nổi cao hơn lòng trắng là 0.007. Ok chưa? Ok. Đấy, thì lúc đó mình sẽ nhìn thấy là nó nổi lên, đúng chưa? Đưa sang đây em thấy nổi lên chưa? Ừ, rồi. Rồi, bây giờ cho mồm cao hơn mặt hoa, em cũng cho trục Z cho anh là 0.005 được chưa? Được. Rồi, thế là sao? Mũi cũng thế. Mũi hoa cũng phải cao hơn mồm. À cái mặt em tưởng tượng cái mặt thẳng ấy. Thế bây được giờ rồi. Cho cái này thì nó nổi ra ngoài đúng không? Rồi. 0.005. Đấy. Thế thì khi sau khi đánh như thế thì chúng nó ra ngoài. Ok chưa? Được. Rồi, bây giờ chưa? Ừ. Bây giờ anh cho cái tay này sang bên đây một tay nữa được không? Ừ. Rồi, đây, cái bộ lớp vai này gồm 3 thằng. Bây ừ. giờ ta sẽ đây là mình vẽ bên bên trái, bây giờ mình sẽ vẽ bên phải. Ok chưa? Ừ. Cách là duplicate giống như lúc nãy nhân đôi. Ừ. Ok chưa? Ừ. Rồi bây giờ anh cho vào anh lật. Đấy, ngon chưa? Ok. Hiểu chưa? Rồi rồi, cái anh hiểu. Rồi, đùi. Nhá. Đùi cũng vậy. Anh cũng duplicate. Được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ anh nhấp vào đây. Hai thằng đúng chưa? Rồi. Bây giờ bộ mắt. Mắt này. Mắt này. Con ngươi thuộc lòng trắng đúng không? Đúng rồi. Lòng trắng thuộc mắt hoa đúng chưa? Rồi. Đấy. Mũi mặt còn cái này bây giờ mình cũng duplicate.
chưa? Rồi. Chọn nút này. Ok chưa? Rồi. Đủ chưa? Ok. Đã xong cho mét phép nhờ. Rồi. Rồi nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bước nữa, đó là bước tạo nút. Sau khi tạo rồi như này rồi, bây giờ em phải vào đây em tạo nút vào Windows. Em chọn Node View. Được không? Rồi. Em bật to lên. Em nhìn thấy đây chưa? Rồi. Rồi. Node View. Để cho nó trải rộng ra. Nhìn bé hoa mắt phết đấy, bé bé này. Thôi anh ấy đi. Không, phải từ từ bình thường. Không. Ê, đây em vẫn hiểu bình thường mà em vẫn xem được mà. Đôi khi nó được, đôi khi lại không. Đó. Thế mới đều. Rồi anh tắt cái nút này là anh mở lại. Ok chưa? Được. Rồi anh xem nha, còn cửa sổ nào đang mở không? Không, đúng không? Bây giờ ta vào đây. Chọn lại nút đi. Đây. Ấn vào nút này nhá. Đúng rồi. Được chưa? Đấy, trải rộng được chưa? Rồi ok. Bộ phận nào đi bộ phận đấy được chưa? Rồi. Rồi thì bây giờ anh sẽ làm từng bộ phận một. Đùi, chẳng chân, chân đây là hai chân. Hai chân thì cái đây là sơ đồ là để cho mình nối. Em nhá, nhiều người là ngại cái vấn đề này là không biết nối kiểu gì để cho nó đúng, rồi. Đúng không? Cái video này em phải xem gần 2 tháng trời em mới hiểu đấy. Hiểu chưa? Rồi. Rồi anh để dịch cái này sang đây kẹo nhá. À, chọn nó xong cắt nó ra đấy. Làm này mới là kỹ thuật chứ, đúng không? Rồi bây giờ thằng đùi, thằng bàn chân, thằng đùi nhá. Thằng đùi bây giờ anh cho cái lúc này mình mới vào chỗ hét, nếu mà em không thuộc em vào đây được chưa? Rồi. Đấy. Bật nó lên. Rồi bây giờ lên được cái bộ hét rồi được chưa? Rồi em vào hướng dẫn sử dụng được không? À có luôn tiếng Việt à? Ok chưa? Rồi em chọn phần phần thứ nhất là dàn cảnh thì không. Giờ ta sẽ vào chỗ Node View. Node View anh đánh đúng cái từ khóa đấy. Ok chưa? Ok. Đấy. Node View. Ta chọn xem chế độ xem nút. Cái bài này anh giảng ở trên kênh rồi đúng không? Có. Cái đấy em phải đi xem đi về về vẫn hiểu cách nối khớp đấy. Còn mấy cái đi. Được chưa? Rồi. Đây. Đồ đây nó có những cái mà được nối với compound là được hiện lên màn hình nhá. Còn cái nào không nấu nối với composer thì nó không hiện lên nhá. Rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ sang là đánh từ khóa pet. Pet là khớp. Em hiểu chưa? Rồi. Rồi. Đấy, giờ lên đây, xong bắt đầu đến anh lại nhìn lại Master Pet là cái gì? Đấy, đến đây, đấy, như vừa xong của mình đúng không? Rồi, không anh phải hướng dẫn để khi mà em có quên thì em còn phải biết cách, đúng chưa? Rồi. Đó gọi là
chốt đấy. Chốt như chốt cửa em. Rồi. Đấy, nó như cái chốt cửa nhé. Rồi bây giờ ta quay về đây. Thế thì lúc này ta sẽ làm như sau. Con này thêm một chữ P, ấn cần chốt P, thêm một con pet vào cho anh. Rồi. Đúng chưa? Rồi. Đùi là cha của thằng, cha của thằng chân. Rồi. Đúng chưa em? Rồi. Đấy, cha của thằng chân. Thế giờ thằng chân này lại có một thằng nữa, con chân P ra. Được chưa? Con chân P, con chân P ấy. Thì thằng này nó phải vào đây. Rồi thằng này vào đây. Rồi. Sơ đồ như này đúng chưa? Rồi. Giống như hôm mà anh làm ở trên kia không? Không. Đồ như này nhé. Tương tự như thế em làm tiếp cho anh chỗ này. Được chưa? Rồi. Đùi nối vào cẳng chân đúng không? Rồi. Cẳng chân. Bàn chân này có một con ở cẳng chân này có một con pet nữa. Đó. Nối bàn chân vào đây. Được chưa? Rồi. Đó. Đùi cẳng chân. Đùi đùi đây rồi. Đấy, con này là con pet của thằng đùi. Cái màu xanh lón chuối là màu pet của đùi đúng chưa? Rồi. Rồi đến thằng vai. P vào đây. Cẳng tay P nữa. Đúng chưa? Rồi. Thế thì ông này nối với ông này. Ông cẳng tay thì lại nối với ông cẳng tay. Ông này nối vào đây. Được chưa? Rồi. Sao phải chỉnh lên trên xuống dưới nó? Con pet nó hai đầu, đầu vào đầu ra em ơi. Đây là cổng vào, à đây là cổng, cổng vào, cổng ra, cổng vào. Có hai cổng thì cái con đấy nó phải đi đường đi của nó đến đây và lên trên vào đây, cứ vào đít của con này. À cổng cổng dưới là cổng vào, trên là ra. Ừ đấy. Anh cũng không nhớ là cổng ra cổng vào. Vì lâu anh không làm nhưng mà nó có hai cổng. Đúng chưa? Đúng rồi. Đấy, phải kết nối như thế, đúng không? Ừ. Nào, bây giờ mình này kết nối với bọn này, mồm. Mồm thì liên quan đến mặt, đúng không em? Rồi. Rồi. Thế bây giờ con pet này cho anh một phát, cần chút P. Được chưa? Rồi. Mồm này nối vào đây. Được chưa? Rồi. Đấy, mắt. Mắt con này có hai mắt. Thế thì bây giờ ta sẽ nối như sau. Con mắt này ta thêm một chữ P. Rồi nối nó vào đít của con mặt, đúng không? Con mắt này cũng nối một con P.
chưa? Được. Rồi cái con lòng trắng này thêm một con P. Được chưa? Rồi. Ở giữa đây, con này nối vào đít con này, con lòng trắng nối vào đây. Đúng chưa? Rồi. Con người cũng vậy, con P. Chưa? Rồi. Con này có con trên rồi, bây giờ con dưới con này. P. Được chưa? Rồi. Ông này vào đây và trên, còn ông này nối vào đây. Đúng chưa? Rồi. Ông này lại thêm một con, ông con ngươi để thêm một con nữa. Được chưa? Rồi. Ông con ngươi này vào đây. Ông này vào đây. Đấy, mũi thì phải đi vào mắt, đúng chưa? À, đi vào mặt tóm lên đúng không? Rồi. Rồi bây giờ ông này thêm một con P, được chưa? Rồi. Ông này phải lùi xuống đằng đây, đúng chưa? Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là bộ mặt nhé. Rồi. Bây giờ thân của nó đâu? Con này nó huynh là không hiện đúng không? Thì nó màu đỏ nhé. Rồi. Nó tự có màu đỏ, thế là mình không đối vào đâu thì nó sẽ là màu đỏ. Rồi. Bây giờ anh thử xem nào. Anh xem tiếp của anh là con thân ở đâu nhỉ? Thân cây thân. Đây. Rồi. Đúng chưa? Rồi. Thế thì con mắt ở đây, nó, con mặt ở đây phải thêm một con P nữa. Để nối cái mạng lưới này vào cái thân cây cây. Này. Đúng chưa? Rồi. Thì tất cả khi mình di chuyển thân thì toàn bộ nó đi chuyển theo. Rồi. Em hiểu chưa? Ok. Đấy, nó phải kiểu con này con vai thêm một con nữa. Rồi. Để khớp nó vào bên thân. Thân. Được chưa? Rồi. Tiếp tục này, con vai 2. Được chưa? Rồi. Rồi. Nối tiếp vào thân. Đã xong chưa? Rồi. Xong hết rồi nhá. Ok chưa? Ok. Cần cho nó ép ghi nó vào, đúng không? Rồi, cần chỗ đấy là lưu à? Bây giờ nó sang đây. Đúng chưa? Rồi. Thế thì bây giờ vào đây. Thì em nhìn sau khi nối xong thì tất cả nó chui vào thân đúng không? Rồi. Đúng rồi. Anh cho sang camera thì em nhìn thấy này. À. Thì di chuyển thân là tất cả di chuyển do nó đã bị chốt lại đúng không? Rồi. Ok chưa? Ok. Đẹp không? Rồi. Rồi. Để anh một kẹo. Không biết anh em tin. Rồi. Rồi bây giờ ta sẽ zigging từng thằng nhá. Bài này là anh chỉ dạy một lần xong là ghi lên là chú làm theo. Rồi. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ anh sẽ lên cái con mặt. Anh nhìn này, anh nhìn vào đây nhá. Mặt à? Mặt.
đây. Mặt là cái chỗ này là cái chỗ những cái con chốt này. Em phải nhìn cái hình đó, hình là nó tam giác như này này. Thì mở ra mới đúng là chọn cái này. 0.004. Được chưa? Đấy, thì mặt nó nổi lên, em nhìn cái mặt nổi lên chưa? Lên chưa? Rồi. Rồi nhá. Rồi, bây giờ ta sẽ rigging cái mặt trước. Xong rigging cái kia. Thế thì thu nhỏ cái này lại. Được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ kéo dài đến bàn tay, anh ấn F5. Ok chưa? Cái gì nhỉ? Anh ấn cái gì nhỉ? F5 như hôm qua đấy. Rồi. Đúng không? Rồi. Thế là bây giờ nó mở rộng ra nhiều cho mình đúng không? Rồi. Đấy, kéo dài ra. Đến đây chẳng hạn. Anh ấn F5. Ok chưa? Rồi. Rồi, bây giờ anh đưa về đây. Đến đây nhá, đến đây luôn. F5. Đấy. Cứ mở ra nó mở ra. Ấn vào cái nút đấy và ấn F5. Để nó mở rộng ra. Đúng chưa? Rồi. Đấy. Cái này bây giờ anh sẽ cho thu nhỏ lại. Số 1. Đấy, để cho giảm cái khung lại đúng không? Thì nó dễ. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ tại đây. Trước tiên nhá, trước tiên là anh chọn từng bộ phận một, thứ nhất là bộ phận mặt. Được chưa? Rồi. Thế vật thể hình tròn thì em chọn cái nút này nhá. Tròn là cuối cùng rồi. Chọn cuối cùng. Em cho nó, em cho nó đây một cái, 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 đúng không? Giữa đây một cái, đây một cái. Để tí nữa em sẽ nhìn thấy. Ví dụ anh đến cái đoạn này nhá. Rồi. Bây giờ đến đây này, em thêm một con pet nữa vào đây. Ấn bằng nút này. Là pet này là pet bên ngoài nhá. Đây bên ngoài. Đấy. Để đây, được chưa? Rồi. Rồi. Em sau khi đến đây. Đến đây nhá. Đến đây chẳng hạn. Đấy. Thì em nhìn thấy này. Ví dụ anh muốn cái mặt nó méo đi, nó nhìn sang bên nào đấy chẳng hạn. Nó sang bên đây chẳng hạn. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Được chưa? Rồi. Được không? Được chưa? Thì tất cả những cái gì là con của mặt là nó di chuyển theo. Ví dụ mồm, mắt, các thứ nó di chuyển theo. Đúng chưa? Rồi. Rồi. Motion, từ từ đã. Motion, timeline, timeline, animation, đây. Thôi đừng làm trên được. Đó. Anh dùng phía trên được. Rồi. Dùng trên nhé.
Rồi. Ở đây anh undo lại về trạng thái ban đầu nhé. Rồi. Ok chưa? Ok. Ok nhá. Đấy, anh chốt con nút đầu tiên. Được chưa? Rồi. Xuống đây. Ví dụ đến đây, anh lại chốt con nút thứ hai. Anh đặt cái nút này để cho nó chuyển động đều. Rồi. Rồi, đến bàn tay. Bàn tay thì anh dích như sau. Anh em lúc ấy không chọn nút này mà chọn cái nút này. Được chưa? Rồi. Và khỉu xương, nhớ chưa? Rồi. Đấy, chọn nút này nhé. Thì ở đây bán kính tác động là 2. Vậy mình cứ để mặc định này đã. Cho vào đây một cái. Ok chưa? Rồi. Rồi. Tiếp tục này. Thằng này. Đúng không? Rồi. Anh lại chọn thằng này. Tiếp tục vào đây. Lên đây. Ra đây. Ra đây được chưa? Rồi. Rồi. Thân này. Lá cây đã. Lá cây thì em thích hình tròn được, mà thích hình kia không được. Cây em chọn cho anh vào đây. Được chưa? Được. Em chọn này cho nó ngả nghiêng các thứ. Rồi. Ok chưa? Được. Rồi lá cây bên này. Em chọn thằng này. Chọn đây. Ok chưa? Rồi. Rồi, bây giờ em lại chọn tiếp cho anh cái chân. Chân này. Thì em lại chọn cái hình đây. Được chưa? Được. Ok chưa? Được. Còn chân này. Em lại chọn phần đây. À, chọn hình đây. Chọn đây. Rồi. Đấy. Thế thì em nhìn
Đúng. Rồi. Mắt chuyển động nhá. Còn cái Rồi. mồm thì mình sẽ vẽ là mấy mồm. Đúng rồi, cái mấy mồm đấy cho em đấy. Đấy. Không ai cười đi. Ok chưa? Rồi. Nhá. Sau khi Rồi. mà hành động lặp đi lặp lại hoặc là lên cao xuống thấp thì em có thể là copy nó thêm. Đây. Ví dụ bây giờ anh này muốn nó đến cái đoạn này. Đoạn này nhá. Rồi. Anh cho một nút vào đây, cho nó lên cao, đẩy nó lên cao. Rồi. Đấy, nhảy lên, đúng không? Rồi. Đúng không? Rồi. Bay sang trái, bay sang phải, nguyên lý của nó hoạt động như thế. Đấy. Đúng không? Rồi. Đấy. Thế ở đây em vẽ một cái bàn, nó nhảy lên bàn chẳng hạn, đúng không? À đấy, cái nếu trường hợp có cái bàn thì phải vẽ cái bàn ở đấy nhỉ? Đấy, cái bàn là ở lớp khác, tức là vẫn ở trong đây nhưng mà lớp ở khác riêng ra. Riêng ra thì nó có cái bàn ở đằng sau, em hiểu chưa? Có nghĩa Rồi. là mình không gộp nút vào với nhau. À rồi, cái đấy thì ở lớp khác phải Thì vẽ. mình thêm một cái lớp này mình gọi là bàn chẳng hạn. Đúng không? Rồi. Thì mình vẽ ở bên bên đây, đúng chưa? Rồi. Đấy, vẽ một cái bàn mình đặt nó vào. Đấy, tương tự như thế thì ví dụ như đây, ở bên đây, đến cái chỗ này, chỗ này anh thêm một cái, được không? Rồi. Thêm một cái vào đây. Thế bây giờ anh bay nó về cho nó tuyến tính vào đây. Bây giờ anh lại chuyển cái thằng này sang đây. Đúng không? Em hiểu chưa? Rồi. Nhưng mà đây là mình học cơ bản, mình người các thứ là mình phải mà làm cho nó đẹp nhá. Còn Vâng. cái bài camera thì phải bữa sau để làm cho cái camera này nó lùi ra tiến vào. Vâng. Em hiểu chưa? Rồi. Có nghĩa là cái bài này là đấy, em nhìn thấy không? Đấy. Bay đi bay lại đúng không? Trẻ con nó cần như thế. Đấy, lá cây to hình được lên đúng không? Thế em thích xoay nó thì em xoay. Ví dụ em muốn đến cái đoạn này. Được không? Đấy, thì em muốn xoay nó thì em chọn nút này. Em chọn chọn đây. Em chọn xoay. Được chưa? Rồi. Chưa? Rồi. Đấy, ngon chưa? Đấy. Thấy chưa? Rồi. Anh lấy ví dụ rất buồn cười, ví dụ đều nhưng mà thôi sao. Đấy. Đúng chưa? Ok. Rồi dần dần em sẽ hiểu từ bài dễ đó. Đây em hỏi này, ví dụ Nhưng cái bàn này là cho nó quay đằng trước ra đằng sau được không anh? quay đằng trước đằng sau mình phải vẽ thêm cả mặt đằng sau nữa. Hay là phải vẽ cả mặt đằng sau à? Chứ đây là mình vẽ một mặt thì nó chỉ được một mặt thôi. Nếu mà làm 3D làm theo kiểu quay đằng sau thì bữa sau nó khó hơn. À, có vẫn vẽ ở cái 2D này được phải không? Vẫn vẽ 2D nhưng mà mình phải vẽ làm cả mặt sau nữa, mình ghép vào. À vâng. Em ạ. Rồi. Hiểu ý anh chưa? Vâng, vì nó cái hình nhiều lúc nó quay đầu một phát đây. Quay thì nếu mà mình tiết kiệm mình không
gian thì em chỉ làm mặt nghiêng xong em lật mặt thế cũng được. Ừ đúng rồi, hình như kiểu đấy sao đấy, đúng rồi, mặt nghiêng lật mặt, đúng rồi. Ờ, nghiêng xong lật. Thế còn mình làm xoay cũng được, mình làm xoay 360 độ cũng được, nhưng mà nó lại mất thời gian ngồi vẽ tiếp. Đúng rồi, hình như kia nó nghiêng lật mặt hay sao ấy, em xem này. Em hiểu ý anh bài này không? Rồi. Đấy. Đấy, thế là em cứ thực hành cho anh bài này trước đi. Cho nó ngon Rồi. lành được đi. Xong rồi đấy, được không? Ngon chưa? Rồi. Đấy, thích chân đá, chân trụ các thứ thì thoải mái. Em đá Rồi. mát đây. Thì nó lại thêm đấy. Đấy. Trụ như đá mát đúng không? Rồi. Con nào bay yết lượn các thứ thoải mái. Đấy. Thế còn mình muốn hành động lặp lại thì copy phát là xong em ạ. À, buổi sau anh còn làm cho em cách làm tự động nữa mà. Lưu vào xong rồi mình sẽ làm cho nó di chuyển tự động. Rồi. Chú hiểu chưa? Em hiểu mà. Ờ, nó cầu kỳ lắm. Nói chung là làm đồ họa này ấy, là học một buổi nhưng phải thực hành mấy buổi. Vâng. Ok chưa em? Ok. Nhá. Còn phụ kiện như nhà cửa thứ thì em vẽ theo từng lớp này riêng. Vâng. Lớp ở đằng sau thì lại lên đằng trước thì em lại thêm vào trục Z đấy. Vâng. Thì nó lại lên trước đúng không? Vâng. Đấy, lớp đằng sau sông núi các thứ cảnh đằng sau thì mình cứ cho âm rồi lại đến dương. Chú hiểu chưa? Vâng. Cho cái giá trị âm dương ấy. Âm vâng vâng âm đến. Lùi đúng không? Rồi. Em hiểu chưa? Hiểu. Rồi ok. Cái khó nhất là cái móc nốt đúng không? Rồi. Móc nốt mà anh em mình đã hiểu rồi thì cái khó làm được thì cái dễ càng làm được. Đấy, chân cẳng em có thể, ôi rồi chân nó có thể dài ngoẵng ra được đúng không? Như này. Đấy. Đây đang chân ngắn này. Chân ngắn, ví dụ lúc đầu chân ngắn nhé. Đến đây em cho chân này dài ra. Đến đây lại cho thụt lại. Đúng không? Vâng. Còn kịp hướng dẫn em mấy cái mồm nó chuyển động không? Hướng dẫn em cái mồm cho nói nhau khổ hồi nhé. Mồm nói phải vẽ thêm mồm mấy cái. Cứ xong tiện ấy nốt cho ăn theo tiếng mình nói ấy. Hôm nay mới sớm mà. Bây giờ em phải mở ra cái lớp mồm. Rồi hay như vậy. Hình như mồm ở dưới kia kìa, đấy. Đây ngay dưới mặt đây này. Mồm đây đúng không? Đúng rồi. Đấy, mồm đây thì bây giờ ví dụ đến đây em nói một phát nhé, đến đây tốc độ đến đây. Được chưa? Rồi. Thì mồm chỗ này em lại Ctrl Alt L, Ctrl Shift L. Đúng chưa? Rồi. Đây là một mồm này. Sang đây này. Đấy, thì em về chỗ này. Đấy, em vẽ cái lớp mồm. Đấy, mồm đây. Nhá. Rồi. Thì bây giờ Ctrl Shift R. Đấy, thì lại mồm mới. Em lại cho một cái mồm mới vào đây. Mồm mới ở đây. Lát nữa mình dùng cái chức năng khác mình sửa lại. Mồm lúc nãy mồm đỏ đúng không? Bây giờ mồm mím được chưa? Vâng. Được chưa? Rồi. Đấy, được chưa? Rồi. Bây giờ mình lại cho mồm khác.
Bạn càn chống xít, càn chống xít L đấy phải không? Rồi. Rồi đến đây em lại cho một cái mồm gọi là đến đây. À, đến đây thì đến đây lại phải ấn 3 phần đó, đúng không? Rồi em lại đấy, ví dụ anh lấy thằng chưng chưng nhá. Ok chưa? Rồi. Được. Thế thì lúc này mình di chuyển đến đâu mình sẽ cho một đến đấy. Được chưa? Vâng. Rồi bây giờ em sẽ vào Windows. Em chọn cái nút là Login Subdivision. Ghi danh nút này vào. Được. Được chưa? Được. Đấy thì bộ mồm vừa vẽ nó ra đây. Được. Em bật sang chế độ kia. Được chưa? Rồi. Thế thì em ấn cái nút lớn hơn và nhỏ nhỏ hơn ở trên bàn phím. Nhá. Ví dụ anh đi tiếp như này. Đây, anh cho mồm này. Đúng không? Đấy, thì nó chèn vào luôn. Đấy. Rồi. Đấy, xong lại mồm này. Xong anh đi tiếp lại này. Đúng không? Rồi. Đấy. Em hiểu chưa? Rồi. Phím, đấy. Cứ đi đến đâu em nói đến đâu thì em nhấp, em thích mồm này em cho mồm đấy, nó hiện luôn ngay tức khắc đấy. Là bộ gì nhỉ? Bộ nói, em hiểu chưa? Bộ nói mình tự làm đúng không? Ví dụ mình đi gần là mình đi chậm thôi thì nói nhanh. Cái nút mà mùa lớn hơn đấy em. Rồi. Lớn hơn mà ở cái chỗ phim An thẳng lên đấy. Rồi rồi. Hiểu chưa? Rồi. Đấy thì bây giờ mình tạo bộ mồm độc đáo cho mình thôi. Đấy, ví dụ đến đây. Em nhìn lại này, đấy, nói chưa? Rồi. Đấy. Nói chưa? Rồi. Ổn chưa? Ok. Ôi trời. Rồi, chú cứ làm cho anh được hai thằng nào thực hành những hai thằng mà nó nói được rồi nó truyền động được như này là ok. Được chưa? Rồi. Ui mồm đẹp quá, gì nữa, nói đủ tiếng nhá. To bé rồi nhỏ hết, được chưa? Rồi nó là không phải tự động chuyển đâu, như theo file âm thanh nhỉ? Chuyển theo âm thanh á. Ừ. Chuyển âm thanh thì thường nó không có, bởi vì nó phải gắn thiết bị âm thanh vào cơ. Vì anh thì ở đây nó có bản của mình là bản crack, cho nên nó không có cái đấy. Không, thế nên mình phải chỉnh tay hết nhở? Không sao, chỉnh tay được mà. Đấy. Chỉnh tay nó cũng vẫn chơi được. Bởi vì mồm chỉ có mấy cái thôi. Khi nào mình nói thì chỉnh tay thì mình có phải đọc cho chuột vào đâu. Ví dụ em để vào đây, em ấn cái nút lớn hơn và nhỏ hơn đấy. Rồi. Di chuyển đấy, xong em chọn cái nút. Rồi, liên tục. Đúng chưa? Rồi. Chọn cái nút đấy ra là được mà. Ừ. Xong lúc này anh mở cái mồm ra đấy. Đấy, em mở cái đường mồm ra là được, em hiểu chưa? Rồi. Bọn nó cũng phải làm này chứ, bọn nó cũng phải kỳ công ngồi làm chứ. Có phải là hoạt hình là một phát nó ra được luôn đâu. Nó chỉ hỗ trợ mình tối đa những chức năng. Chú hiểu chưa? Rồi. Rồi, thế thì buổi sau anh còn phải dạy cho em cách làm bóng này. Con này nó đi trên đất thì nó phải có bóng. Em hiểu với anh không? Rồi. Có bóng. Nhá. Bóng. Rồi. Bóng nó quan trọng lắm. Vì không có là nó thành ma tức là. Đấy. Mồm nói chưa? Em nhìn thấy mồm nói chưa? Rồi. Ờ. Đấy, khi nào render ra thì lập tức những cái đường này nó không hiện ra đâu. Nó chỉ hiện ra cái hình ảnh nó được chuyển động thôi chứ nó làm gì có xương nữa. Em hiểu chưa? Rồi. Ok. Đây, em nhìn render nó như này. Nó kiểu một mình nó không có nền thì nó đen trắng, đúng không? Em hiểu chưa? Rồi. Đấy. Đấy, nó đen trắng.
Vâng. Movie. Rồi. 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 Rồi, ok đúng không? Đấy. Còn trường hợp mình cho hai nhân vật đối thoại là phải chỉnh lại chỉ từng 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 từ nhân vật một thì. Rồi anh cứ đẩy thoải mái mà. Để em xem lại được mà.